chào tất cả các bạn. Hôm nay Trang và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bài học đầu tiên, đó là nguyên âm trong tiếng Hàn. Trước khi đi tìm hiểu về phần này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sơ lược ngữ âm trong tiếng Hàn. Khi mà chúng ta học bất kỳ một ngôn ngữ nào thì trước tiên chúng ta phải học về nguyên âm, phụ âm, bản chữ cái của ngôn ngữ đó. Vậy thì nguyên âm và phụ âm trong tiếng Hàn chúng ta gọi là Hangul. Hangul đã được ai sáng lập ra và đã sáng lập vào năm nào? Vâng, Hangul đã được vị vua Sejong, tiếng Việt gọi là Thế Tông, và cùng các nhà học giả khác sáng lập ra vào năm 1443. Và hệ thống ký tự này đã được hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 1443. Và cuối cùng đã được chính thức công bố vào năm 1446. Trước khi hệ thống ký tự chữ Hangul này ra đời, thì người Hàn Quốc đã vay mượn tiếng Hán để sử dụng. Nhưng đối với người dân bình thường thì việc sử dụng tiếng Hán rất là khó. Cho nên hiểu được nỗi khổ của người dân, vị vua Sejong này đã sáng lập ra hệ thống chữ Hangul để giúp cho họ có thể viết và đọc một cách dễ dàng. Hệ thống chữ này có 14 phụ âm và 10 nguyên âm. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về nguyên âm nhé. Trước tiên, Trang sẽ giới thiệu với các bạn 10 nguyên âm căn bản, dễ nhớ. Các bạn đọc theo mình nhé. Đầu tiên là chữ A. A khi đứng một mình thì trước chữ A chúng ta thấy có ký hiệu O khoanh tròn, đúng không ạ? Khi kết hợp với phụ âm thì chữ O không còn nữa, chỉ khi đứng một mình nó mới có. Đọc lại nhé. A. A. Các bạn hãy đọc to lên để cái phát âm của mình nó chuẩn. Từ tiếp theo đó là da. 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 Tiếp theo đó là o. O. Tiếp theo đó là do. Do. O. 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 Yo. 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 U. 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 Yu. 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 Ư. Ư. Các bạn nhớ phát âm giống như cái miệng của mình nha. Ư. Ư. Y. Y. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại từ đầu nha. A. A. Ya. Ya. O. O. Yo. Yo. O. O. Yo. Yo. U. U. Yu. Yu. Ư. Ư. I. I. Và đó là 10 nguyên âm căn bản mà các bạn cần phải học. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những cái nguyên âm này để chúng ta lấy ví dụ nhé. Ví dụ thứ nhất, các bạn biết số 5 là gì đây? Số 5. Số 5 đó là O. 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 Số 5. Tiếp theo, số 2. Số 2 đó là I. 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 Bây giờ chúng ta kết hợp hai nguyên âm lại thử nha. A. U.
A-U. Đây là em trai. Em trai. A-U. O-I. O-I. Dâu. Dâu. Con cáo. U-U. 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 Sữa tươi. Lắng nghe lại nha. O. I. A. U. O-I. Khi mà các bạn đọc nhanh thì nó sẽ có nghĩa là như thế này. Ôi. Dâu. Dâu. U-U. U-U. Vâng, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tiết học về nguyên âm trong tiếng Hàn, 10 nguyên âm căn bản. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo nhé. 안녕히 계세요.